có lén nhưng mà mọi người đừng có nói nha. Nói coi chừng bị la đó. Giờ mọi người mới biết được là Ngân uống thôi chứ thật ra lúc quay phim mọi người không biết đâu. Mọi người đều không phải bất ngờ, mọi người đều mắc cười. Tại vì bình thường anh Tuấn là một người bề ngoài rất là đàn ông, rất là mạnh mẽ, nhưng khi ảnh hóa trang và ảnh nhập vai á, mình không còn nhận ra là anh Tuấn nữa, mà mình chỉ thấy nhân vật ở trong đó thôi. Và Ngân cảm thấy ảnh là một người rất là chuyên nghiệp và dễ thương trong cái tạo hình đó. Ngân sẽ không bó buộc mình trong một cái danh xưng nào hết. Danh xưng là do khán giả yêu quý mà đặt cho mình thôi. Mình sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mà được khán giả nhớ đến trong một cái danh xưng hay một cái dạng vai nào đó. Nhưng cái Ngân mong muốn mà khán giả nhớ đến Ngân là một tài nữ, một người nghệ sĩ nữ có tài năng. Đối với Ngân, điện ảnh là một lĩnh vực rộng lớn và đầy thách thức. Ngân thì lại luôn mong mình có thể nhận được những dạng vai mà thử thách và khó nhằn một tí. Nên với phim Trên bàn nhậu với bàn mu này nè, có mời Ngân vai Triệu thì thật ra trước đó đã có rất là nhiều phim điện ảnh mời, nhưng mà bản thân mình nó chưa có nhận lời là vì Ngân cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. Vì sao? Một khóa quá trình tích lũy kinh nghiệm cũng như học hỏi trong những bộ phim dài tập thì đây là thời điểm vàng để mà mình nhận một cái vai diễn điện ảnh. Và có thể nói là khi mà Ngân đọc kịch bản, Ngân cảm thấy Triệu rất là thu hút. Cho đến khi mà mình hóa thân vào nhân vật thì mình cảm thấy những cái ấn tượng ban đầu của mình về vai diễn này nó là đúng, là chính xác. Cái thứ hai nữa là bộ phim đề cao những cái giá trị nhân văn về tình bạn rất là thiêng liêng, rất là đẹp đẽ, và Ngân lại là một người trân quý những tình bạn đẹp đẽ như vậy, nên đó cũng là lý do mà mình tham gia vai diễn này. Dàn cast cũng là một trong những yếu tố khiến cho Ngân nhận lời, là vì anh Kiều Tuấn, chị Khả Như hay là Diệu Nhi là những người mà Ngân đã quen biết bên ngoài rồi, nhưng mà chưa có một dự án chính thức nào để cả bốn có thể làm việc chung với nhau. Thì khi mà mình nhận lời, mình cảm thấy mình khá là an tâm với những anh chị này để có thể làm việc trong dự án đầu tiên. Mình Ngân thấy mình cũng may mắn là vì mọi người đã cùng nhau làm việc, học hỏi và cầu thị để tạo nên những cái nhân vật tốt nhất cho vai diễn của mình, sẽ đem đến cho khán giả một bộ phim chỉnh chu nhất. Về thể lực đó thì Ngân xin được chia sẻ là do mình cũng đã trước đây đã từng đóng những bộ phim có mang tính chất hành động, nên mình đã có một cái quá trình rèn luyện thể lực rất là lâu dài, nên thành thử đến với bộ phim lần này thì mình may mắn là mình đã có cái độ nhạy nhất định với những cảnh hành động. Nhưng mà qua đó là cũng vì mình đã tham gia rất là nhiều dự án song song cùng với bộ phim, thì đòi hỏi là mình phải dành có thể nói là 1000% sức lực cho cái vai diễn này để có thể handle được hết mọi thứ. Hy vọng là với cái vai diễn hành động nhưng mà cũng không kém phần tình cảm lãng mạn này thì sẽ đem đến một cái nhân vật Triệu sống động nhất mà do Ngân thể hiện để đem đến cho khán giả những cái thước phim thật là thú vị và ấn tượng. Đối với Triệu nha, đàn ông đó thì không được xem thường phụ nữ. Ai mà xem thường phụ nữ thì Triệu sẽ xử lý người đó trong vòng một đánh nhạc đó, chỉ vậy thôi. Ngoài đời thì Ngân và Triệu khá giống nhau là vì đều là những cô gái độc lập và mạnh mẽ. Ngoài ra thì Ngân cũng là một người đề cao những cái giá trị tình thân, tình bạn, nên mình rất thích nhân vật Triệu ở khía cạnh đó. Và cũng có thể nói là Triệu cũng là một cô gái là ngoài lạnh trong nóng, nhìn thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất là yếu mềm. Và cái yếu mềm đó thì cũng là cần thiết với một người như Triệu. Có những cái khúc mắc hay những khó khăn gì thì cũng luôn tự bao bọc lấy mình và không có làm phiền lòng những người khác, thì cái phần tính cách này cũng khá giống với người bên ngoài, nên một lẽ nào đó cả hai người đều có một cái điểm tương đồng, nên đó là lý do vì sao Ngân nói là Ngân muốn được thể hiện nhân vật này một cách sống động nhất. Ngân chỉ lo lắng là liệu mình đã làm tốt nhân vật này tốt nhất chưa. Còn phản ứng của khán giả thì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng về nhân vật, mình sẽ không thể giống như là dẫn dắt mọi người
theo cái mong muốn của mình, nhưng Ngân chỉ có thể làm cho mọi người cảm thấy thoải mái nhất khi xem cái nhân vật của mình. Và mọi người sẽ Ngân mong muốn là sau khi kết thúc bộ phim, mọi người bước ra cửa đi về thì ít nhất còn động lại trong tâm trí mọi người và nói về một cái hình ảnh về nhân vật Triệu của mình. Ngân may mắn là trước đây mình đã được tham gia những dự án phim dài tập có chất lượng tiệm cận với điện ảnh, nên để mà tham gia dự án lần này tâm lý Ngân khá là thoải mái và mình cũng không có bỡ ngỡ. Và cái vốn sống và vốn kinh nghiệm diễn xuất của mình với những cái dự án dài tập như vậy á, nó làm cho mình có một cái kho tàng, một cái gia sản quý báu để mà mình khi mình tham gia điện ảnh á, mình tận dụng hết những cái kiến thức đó của mình để mà mình làm sao cho cái vai diễn của mình, tuy là trong vòng khoảng 90 phút, 100 phút thôi, nhưng mà mình có thể thể hiện được cái nhân vật đó một cách chỉnh chu nhất. Và cái Ngân thấy được đó là cái sức diễn và cái độ bền của mình dành cho cái nhân vật đó, nó có, và khi mà mình thể hiện nó một cách gọi là tâm huyết và đào sâu nhân vật đó, thì khán giả sẽ cảm nhận điều đó. Quay phim truyền hình đó, thì mình có thể quay nhiều khi đến cả năm trời, 2 năm trời luôn cũng có, giống như cái gạo nếp gạo tẻ là Ngân phải dành đến 3 năm, còn quay phim điện ảnh thì chỉ trong vòng vài tháng. Nhưng nó đòi hỏi mình cái sự tập trung và quyết liệt rất là lớn. Tại vì mỗi giây trên cái màn ảnh rộng á, thì cái hình ảnh của mình á, nó được zoom giống như là cận cả ngàn giống như cả ngàn ánh mắt nhìn mình rồi. Thời điểm đó nó zoom rất là cận, chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nó cũng được khán giả để ý. Còn với phim truyền hình á, thì nó là cái câu chuyện, có thể giống như là Ngân nghe nói là những chị em, các mẹ nội trợ thì có thể không cần xem phim nhưng mà vẫn có thể nghe được tiếng nói của những cái giai diễn của mình ở trên truyền hình. Nhưng mà với điện ảnh thì mình phải tập trung quan sát nhiều hơn. Ngân và Diệu Nhi thì có học chung, anh Tuấn thì có chung trường, còn chị Khả Như thì Ngân có đóng phim chung. Nhưng thật ra mọi người đều có một cái lịch trình bận rộn và công việc khác nhau, nên sẽ chỉ tương tác với nhau có thể nhiều nhất là qua mạng xã hội. Nhưng mà đâu đó là mọi người đều là những người có một cái nguồn năng lượng tốt lành, là muốn cho một bộ phim làm cho một bộ phim được trở nên chỉnh chu và tử tế nhất cho khán giả. Nên khi mà đến phim trường, tất cả các anh chị em đều làm việc với nhau dựa trên tinh thần cầu tiến, cầu thị và học hỏi lẫn nhau. Đó là cái may mắn khi mà người tham gia bộ phim này. Vai diễn của Ngân chắc có lẽ là nhà sản xuất và đạo diễn chọn Ngân vô cái vai này không phải để Ngân quăng miếng, mà là chọn vô cái vai này là vì thấy Ngân và cái nhân vật Triệu rất phù hợp với nhau. Và cái ưu điểm của nhân vật Triệu này là những cảnh hành động và những cảnh tình cảm, nên đạo diễn và nhà sản xuất đã tận dụng tối đa cái khả năng đó của Ngân cho cái vai diễn. Còn những cái mảng miếng xung quanh nó giống như là khi mà mình có một cái cột cờ á, mình là một cái cột cờ ở giữa, mình không có quăng miếng nhưng mà mình có sự tương tác và hỗ trợ bởi các bạn diễn khác, thì cái bộ phim nó sẽ có những cái mắt xích nó xoay quanh với nhau, nó tạo nên cái trục xoay á, rất là tốt. Thì cái may mắn là Ngân được mọi người hỗ trợ về mặt cảm xúc cũng rất là nhiều. Thì ngoài ra thì những cái mảng miếng khác thì Ngân cũng sẽ phối hợp làm sao cho nó ăn ý nhất có thể, để cho mọi người thấy một cái màn trình diễn ấn tượng của Triệu trong phim. Thật ra đạo diễn và nhà sản xuất thì không muốn mình uống đâu, nhưng có một cảnh Ngân đã lén đã lén uống một tí để mà mình có được cái cảm xúc mượt mà hơn khi vào vai. Tại cái vai đó thì cần sai bét nhè luôn, sai để có thể bộc lộ được cái tính cách nhân vật. Nhưng mà Ngân chỉ muốn mình uống một ít thôi, để mà mình còn phải giữ tâm lý nhân vật làm sao cho một cách tốt nhất. Nên có lén nhưng mà mọi người đừng có nói nha. Nói coi chừng bị la đó. Giờ mọi người mới biết được là Ngân uống thôi, chứ thật ra lúc quay phim mọi người không biết đâu. Ngân có chấn thương nhưng mà không đáng kể. Ngân thấy những cái chấn thương đó nó không là gì cả. Nếu như bộ phim được khán giả đón nhận và yêu thương Ngân thì có chấn thương hơn nữa Ngân cũng sẽ chịu. Trong phim này á, cảnh khó nhất
cảnh mà Ngân cảm thấy Ngân để tâm nhất không phải là cảnh hành động, mà đó là cảnh tình cảm. Thì Ngân có tương tác một vài cảnh tình cảm với bạn diễn. Thì vì Ngân là một người khá cầu toàn nên Ngân đòi hỏi cái chuyện mà mình có cảm xúc và tương tác cái chemistry với bạn diễn á cao. Nên với Ngân đó là những cảnh Ngân để tâm. Còn những cảnh hành động thì thật ra Ngân thấy là với mình thì cũng không quá khó, không dễ nhưng mà cũng không quá khó, mình có thể làm được tốt. Mọi người đều không phải bất ngờ, mọi người đều mắc cười. Tại vì bình thường anh Tuấn là một người bề ngoài rất là đàn ông, rất là mạnh mẽ, nhưng khi ảnh hóa trang và ảnh nhập vai á, mình không còn nhận ra là anh Tuấn nữa, mà mình chỉ thấy nhân vật ở trong đó thôi. Và Ngân cảm thấy ảnh là một người rất là chuyên nghiệp và dễ thương trong cái tạo hình đó. Có một chút xíu, tại vì nó không phải là do phim đâu, mà là do lịch trình thời điểm đó của Ngân nó khá nhiều. Nhưng mà Ngân vẫn đảm bảo được cái quá trình quay phim làm sao cho nó không ảnh hưởng đến những nhân vật khác cũng như tiến độ của phim. Nếu mà Ngân ngại thì Ngân đã không nhận, và Ngân cũng không có buổi phỏng vấn ngày hôm nay với mọi người. Ngân là một người thích đương đầu với những cái thử thách khó và luôn muốn làm mới bản thân mình. Ngân không sợ là người khác nghĩ gì về mình, Ngân chỉ sợ là bản thân mình không có làm tốt những cái mà mình yêu thích thôi. Còn mọi đánh giá của mọi người, dù tốt hay xấu, khen hay chê, thì Ngân đều lấy đó làm bài học để mà mình chiêm nghiệm và mình học hỏi, mình trau dồi và phát triển bản thân mình mỗi ngày. Này là khai thiệt. Là Ngân được nhà sản xuất mời, và Ngân đã có cái sự suy nghĩ cũng một khoảng thời gian dài để mà mình có thể coi mình có phù hợp với nhân vật hay không. Lúc mà đọc kịch bản thì Ngân cũng đã thấy có điểm thu hút, nhưng mà về phần kịch bản thì mình cũng cần chỉnh sửa để phù hợp cho với nhân vật của mình hơn. Thì mình đã có những cái buổi workshop ngồi lại nói chuyện với nhau và làm việc với nhau rất là nhiều lần và liên tục trước khi phim bấm máy, để cho mỗi người vào vai một cách trọn vẹn và hoàn hảo. Ngân nghĩ là không phải là chỉ riêng ngoại hình đâu, mà là về đạo diễn và nhà sản xuất sẽ thấy là mình có phù hợp với nhân vật đó hay không. Mà cái mà phần nhìn chỉ là một yếu tố phụ thôi, mà cái cảm xúc mà mình thể hiện được cái nhân vật đó sẽ là yếu tố chính. Mình có đẹp nhưng mà nếu mà mình diễn không được thì chắc là mình, đạo diễn với nhà sản xuất cũng sẽ không mời đâu. Tại vì cũng nhiều người đẹp lắm chứ không phải riêng một mình Ngân. Và Ngân nghĩ là để mà đánh giá bản thân mình với từ danh xưng đó thì Ngân không dám nhận. Tại vì Ngân thấy là mình chỉ ở cái mức độ mà gọi là đa dạng hóa, là mình có thể đóng được nhiều thể loại vai, nhiều cái dạng vai tâm lý, từ tình cảm rồi cho đến những cái dạng vai ác hơn, rồi những dạng vai kịch tính hơn. Do mình, cái màu sắc của mình với nhân vật nó có và nó đa chiều, nên mình được đón nhận ở nhiều vai diễn thôi. Ngân sẽ không bó buộc mình trong một cái danh xưng nào hết. Danh xưng là do khán giả yêu quý mà đặt cho mình thôi. Mình sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mà được khán giả nhớ đến trong một cái danh xưng hay một cái dạng vai nào đó. Nhưng cái Ngân mong muốn mà khán giả nhớ đến Ngân là một tài nữ, một người nghệ sĩ nữ có tài năng và làm tốt được những cái dự án mà cô ấy được giao. Hôm nay tuy là mình không có nhiều thời gian để tâm sự với nhau, nhưng mà Ngân vẫn cảm thấy rất là mãn nguyện là người một người đã có thể lắng nghe Ngân trong suốt trò chuyện ngày hôm nay. Đây hiểu không được khiến Ngân cũng như là bài diễn của mình. Xin chúc cho tất cả mọi người học giả và các người có tên là Ken Ngân Vượng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.